thân mến nha. Bây giờ hai anh em giờ này cũng 4 giờ mấy rồi. Giờ là đang qua tới đất sông cầu Phú Yên. Qua hết những cái cây hàng dừa thì sẽ đến với vùng đất đèo Cù Đích. Tí nữa sẽ quay đèo Cù Đích cho cả nhà xem. Đó. Một trước mặt là một chiếc Hino bia Sài Gòn. Bia Hino Sài Gòn, công ty bia Sài Gòn là xe chạy ra ngoài này nhiều lắm á. Anh biết công ty bia Sài Gòn không? Bia Sài Gòn giờ cũng phần của Thái đó rồi. Bia Sài Gòn nằm ở ngay quận 12 á. Nó tùm lum nhà máy mà. Qua lên Thị Liên một xíu có một kho lớn lắm. Đúng rồi. Có nhiều nhà máy lắm. Ngày xưa của Việt Nam chứ giờ cũng Thái nó mua lại đó rồi. Qua cái khu vực này thì Tuấn thấy là cây dừa rất là nhiều ha. Đó. Quá trời luôn, hai bên xứ dừa mà. Đây là cầu Tam Giang. Đó, nãy giờ Tuấn nằm ngủ thì đi sốc quá, qua đất Phú Yên sốc quá ngủ không được, tỉnh dậy luôn. Tài xế chạy dở quá, tùng quá, tùng khi ngủ được. Nhiệt độ bây giờ đang rất là 13 độ C nè. Tình hình này chắc là chạy tới Quảng Bình mới rớt độ, còn tới 5 độ nữa anh. Chạy 8 độ trái hả? 8 trái. Tầm Quảng Bình đó. Bình mới đó. Hết đêm nay khá là hao dầu ha. Hà Nội còn 1108 cây nữa. Khu vực này là nổi tiếng là tôm hùm á, nuôi tôm hùm. Qua đây nhớ không lầm là có một chốt 113 phía tay phải á, mà chốt này là đàng hoàng lắm. Em đi chạy xe Bắc Nam bao nhiêu năm chưa bao giờ bị thổi. Nói chung là từ có những chốt đi không bao giờ ta thổi. Tùy theo chốt nha cả nhà. Đi Bắc Nam này tùy theo chốt. Ông Diễn Châu là ông đó ông sợ chết mà cứ bang bang ra em. Ông đấy dòng Hà Tĩnh. Đây này, đây qua đây nè, nhớ không lầm là ngay chỗ này nè cả nhà. Biết là phải. Thì theo Tuấn được biết đó thì đi trên đường thì thấy cái lượng xe lưu lượng lưu thông lúc này rất là ít nha so với 5 năm về trước. Năm 2018, 2019 thì lượng xe lạnh ra rất là đông. Rồi tất cả các xe vận tải hàng hóa thì rất là kín đường ha. Nhưng mà cái lưu lượng hàng hóa bây giờ thì tôi thấy rất là ít. Hàng thì nhiều thì đâu. Ngày xưa hàng nhiều thì ít. Đúng là xe giờ càng nhiều ngày càng nhiều. Bây giờ tư nhân mới sắm xe, ngày xưa chỉ có công ty thôi, chứ doanh nghiệp. Bây giờ mình sẽ đi thẳng một phát lên tới đèo Cù Mông ha, quay đèo Cù Mông cho cả nhà xem ha. Đèo Quy Nhơn, đi đường Quy Nhơn. À anh đi đèo Quy Nhơn hả? À. Đường Hàng Mặc Tử đúng không? À, Quy Nhơn đỡ tất cả hả? À, đỡ tất cả. Nhân cũng đẹp lắm á. Rồi hành trình anh em sẽ đâm thẳng lên đèo Hàng Mặc Tử Quy Nhơn, đường lên dốc đá đó. Ông này cũng liều lắm, bán chăn luôn. Rồi cái khúc trước mặt cả nhà là cái khu vực chuyên nuôi tôm hùm đó, phía phải là có những cái đồng nuôi tôm hùm. Báo nhớt nữa. Ôi kẹt xe quá trời luôn. Khu vực này đang làm lại đường, khá là kẹt xe ha. Phức tạp ha. Qua đây một xíu là qua đèo là sắp tới đường đi lên đèo Quy Nhơn rồi đó cả nhà. Nãy giờ mình qua đèo Dốc Găng rồi phải không ta? Vậy là đây khúc này nè, khúc này khúc biển nè, phía phải là khúc tôm hùm nè. Khúc nào được chú mua xe hủ rượu cá ngựa. À khúc cá ngựa, khúc này chuyên bán cá ngựa nè.
lên này phía bên phải là đầm Ô Môn, qua đầm Ô Môn. Ô Môn qua rồi. Đâu? Đầm Hoa Loan. Hoa Loan ấy. Nó nhầm. Ô Loan qua rồi. Ô Loan qua Ô Môn. Con này thuyền không nè. Biển nè. Đó, khúc này là nuôi tôm hùm đó cả nhà. Phía đây phải nè. Sớm mà. Thấy kiếm gì làm đại cũng được, quốc to đi. Thấy ngay chỗ cái gì Bình Định thấy hay bán ngay cái đường đậu thẳng luôn xe đó. Cháo gà ban đêm rồi này kia, bún rồi, cơm. Ngay Quy Nhơn ha. Chưa lên đèo á. Rồi em biết rồi. Phía tay trái đó mà. Ồ, cảnh đẹp quá cả nhà ơi. Quá đẹp luôn. Cảnh đẹp ha. Quá tuyệt vời. Đây là cái cầu bắc ngang giữa sông Cầu và Bình Định nha cả nhà. Bây giờ là bắt đầu là anh em đang đi lên đây là đường lên đèo Quy Nhơn đó. Ôi phía bên phải là thấy có những cái nhà bè nè. Đẹp không? Nhà bè nuôi tôm rồi này kia, quán nhậu luôn nè. Mấy quán bè đây ngon nè, lý tưởng á. Em thì em chưa tới đây lần nào. Đi ngang qua thôi. Cơm đậu được luôn á. Cơm Hoàng Xanh. Món cơm này cũng lâu năm lắm rồi. Cơm này nhớ là ăn mang quán cơm này mở từ hồi còn đi chạy xe tải tới giờ mà. Quán này ăn cũng ngon á. Đây là quán cơm dưới chân đèo của Quy Nhơn nha cả nhà. Ở trước mặt thì có quán Thanh Tú nữa. Anh em ăn người ghé đi ăn. Cũng giá cả rất bình dân đó cả nhà. Đây là Xuân Hải sông Cầu Phú Yên. Xuống chốt cửa lại nha. Rồi, anh cầm chìa khóa chưa? Rồi, bây giờ vô kiểm tra xe cộ xíu. Kiểm tra xả cửa rồi xíu rồi vô ăn cơm nha cả nhà. Lâu lắm rồi mới ghé lại quán này á. Mấy năm rồi. Đó, bà chủ đó cả nhà. Quán này là cái vô anh em ăn là có cái dĩa này nè. Dĩa cà với dưa leo, cà chua. Em gái rất là dễ thương. Có đo độ không anh? Có đo độ nữa không? Xả cửa không? Chụp không? Để gồm chúng mày ơi. Tưới cho nó mát cái nó lạnh ha. Yếu quá. Cơm. Cơm chiều của anh em đơn giản cả nha. Đây, thịt luộc. Đó, canh lá giang. Nước chấm. Lên đường thôi. Rồi nhìn cho cả nhà nhìn em gái dễ thương xíu. Cá này cá biển ở đây luôn á. Cá biển này giống cá nâu ha. Cá chiên nữa. Rồi ăn xong rồi leo đèo. Em mới ăn cơm xong cả nhà.
hai người có 150 rồi mà quá trời đồ ăn luôn. Mấy món đặc sản ở Phú Yên không cả nhà, Phú Yên với Bình Định. Bây giờ bắt đầu nuôi ghe xe ra. Giờ anh em sẽ leo đèo Quy Nhơn trong đêm nha cả nhà. Giờ này là gần 7 giờ rồi. Yeah luôn, yeah luôn. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Yeah luôn, yeah luôn, yeah luôn, yeah luôn. Theo hết đi, theo hết đi, theo hết, theo hết đi. Yeah. Yeah luôn, yeah luôn. Yeah luôn, yeah luôn, yeah luôn, yeah luôn, yeah luôn. Rồi, tới luôn. Giờ là bắt đầu leo đèo Hang Mạc Tử Quy Nhơn. Xe này máy hơi yếu à, leo đèo nó hay bị kêu re re đằng trước á, giống như bị hở ran van over RRG á. Bắt đầu đang leo đèo rồi cả nhà. Đó cả nhà xem nè. Chạy xe Mỹ mà leo đèo là phải dồn số và nhanh tay lẹ chân ha. Này mà gặp hổ vồ lên vèo vèo rồi nãy giờ đó. Hả? Nói với hổ vồ đi đèo mạnh mà chở thằng nặng cũng mạnh nữa cả nhà. Nếu mà so ra thì xe Mỹ thì cái độ rộng rãi mình nằm ngủ rồi sướng, nhưng mà nếu mà để phải chạy hàng hóa nặng là hổ vồ vẫn ok. Rồi thẳng về phía trước luôn. Ồ, đây mình đang đi qua đây là một cái dãy biển phía bên phải cả nhà thấy không. Nếu mà ai mà ngày xưa hay đi xe khách đó, thì nhớ đến những cái kỷ niệm, những cái quán cơm xe khách ở ven cái tuyến Bình Định này, sông Cầu nè. Hồi thời mà cách đây mấy chục năm về trước đó, nếu mà chắc các cô chú lớn tuổi là chắc là sẽ biết những cái câu chuyện ngày xưa. Nó có cái trò chơi đỏ đen đó, trong các quán cơm đó, hai cái lá bài tiên đó, anh biết đó không? Hai cái lá bài, một cái màu đỏ, cái màu đen. Cái đảo qua đảo lại, cái giờ vừa với khách trên xe đó nhiều khi vô là bị dính bẫy, cái đó giống như cái thuật thôi miên vậy đó. Rồi hồi đó mà anh đi xe khách nha, vô mấy quán cơm là vô đó là anh phải ăn, bắt buộc anh phải ăn cơm nha. Hồi đó kêu báo chí đưa lên thì vô là nó kéo cửa lại hết. Anh nghe vụ đó chưa? Đó. Mấy người lớn tuổi mới, hồi xưa mới biết thôi, mới từng đi từng trải qua thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Không ăn là đúng đó. Có mà. Mấy người mà đã đi xe đó chắc giờ này chắc cũng phải chắc phải bảy mấy trở lên. Sáu mấy, bảy mấy, 80 trở lên. Tuấn đang bị cảm ho cả nhà, không biết sao mà bị nửa tháng rồi mà uống thuốc hoài không hết nữa. Hết rồi cái là bị, hết rồi là bị à. Chắc là do uống bia á. Thiếu hơi đàn bà. Một là thiếu hơi đàn bà, hai là do uống bia nhiều. Rẻ chứ, cơm nó ngon ha. Vô bài bản nào rau là có con dĩa rau. Dĩa rau có gì? Đủ mơ, đủ hết, cà chua mà cà chua xanh luôn. Mắm rồi đầy đủ hết, không thiếu gì. Quán đó nói chung là làm được nên là anh em tài xế vẫn ăn. Giờ đi qua đây chỉ có ăn quán đó thôi chứ quán nào đâu. Giờ ta đi học nhiều ta quyết đi được đây.
ở cái đèo Quy Nhơn này á là có những cái dãy đường nhỏ đi xuống chỗ An Mặc Tử cả nhà, là Tuấn thấy hay có những cái mộ vô danh á, nằm trên đường á, xây ở trên đường đi luôn, nằm ngay giữa đường luôn, ngay sát những cái vách núi. Là trước Tuấn có đi đó, rất là nhiều cái mộ, ngôi mộ vô danh nha. Rất là nhiều luôn cả nhà. Đèo này đi có vẻ thấy không tức bằng đèo Cù Mông nha. Ờ đúng rồi, ở đây chắc đèo Cù Mông. Ừ, Cù Mông gắt lắm. Không, cái tức về tầm trăm. Đây là cầu Bãi Đàn 2. À, Tuấn nhớ không lầm là mình đi lên gần hết đèo là phía trái có một cái quán cơm gà chỉ. Để cái bản hiệu là gà chỉ, không biết là giờ còn không nữa. Gà chỉ là vô chỉ con nào làm con đó đó. Người ta để nguyên một cái lồng vậy đó, vô thích ăn con nào chỉ con đó. Quán đó là có là tính ra mấy chục năm rồi đó. Nói tới cái tuyến đường Bắc Nam này nhiều kỷ niệm vui lắm. Chạy xe này mà hồi mà mới lấy bằng ra đi tài xế đâu có cho chạy đâu, đi theo ngồi chơi không à. Ý hồi xưa hồi trước á, đúng rồi, ngày xưa mình đi học nghề dễ gì cho đồng mua lắm, không cho chạy đâu, đi theo ngồi chơi coi đường thôi, coi đường coi vô các con số, ngủ ăn rồi ngủ á. Xế ngày xưa khó chịu mà tài xế giờ dễ chịu hơn ngày xưa nhiều. Đúng rồi. Cả nhà nhìn anh Huy phối hợp vô số rất êm ái, rất ngọt. Thế thì cô muốn con phải mua đăng là mệt lắm á. Thế thì cô còn là ông lớn tuổi người ta khó chịu. Rồi, hình như là mình đi được nửa đường rồi đó. Nửa đường nữa cả nhà. Thì đặc biệt là những cái con đèo á, ban đêm đi mình cảm giác rất là, nếu mà đi xe này không nói nha, đi xe máy nha, cảm giác rất là hiu quạnh và lạnh tóc gáy. Thường thường là như vậy cả nha. Đặc biệt là cái đèo Hải Vân. Đèo Hải Vân và cái đèo Đại Ninh, đèo Đại Ninh Lâm Đồng á, ngày xưa là có một chiếc xe chở khách Tây á bị rớt xuống, tới 30 mấy người ra đi luôn rồi. Bây giờ người ta vẫn còn lập một cái ngôi miếu ngay đó. Rồi đèo Hải Vân cũng có nữa. Mà những nơi đó là đi qua là đều là lãnh tóc gáy hết. Đèo nào dán nữa đây. Rồi bây giờ anh em đang đi thẳng đây là gần hết đèo rồi đó cả nhà. Này, qua mấy cái này có khu du lịch phía bên phải nè. Ở mấy khu du lịch này là của ông gì ta, ông gì làm lâu ngày của người dân mình định ra. Đại gia hả? Du lịch này của đại gia. Của ông gì mà chết rồi chết. Thì nó mấy khu du lịch này của đại gia không chứ đâu ra. Anh thấy mấy cái xe đầu kéo mà đoàn xe mà mấy chục chiếc, người ta đâu phải làm nghề xe không đâu, ta kinh doanh đủ thứ hết, người ta là chỉ với phần nhỏ người ta thôi ha. Còn mấy cái doanh nghiệp như mình một hai chiếc là dạng tư nhân mình nó ấy thôi, chứ còn cái đoàn nào mà anh thấy mà mấy chục chiếc là không phải là đơn giản đâu. Đúng không anh nhận không? Người ta là dạng như là ở đâu người ta đầu tư vô hết, chứ không phải là của một ai hết. Giống như trước em chạy xe Kim Ngân á, xe lạnh á, mua lần 20 chiếc các cái đi, bây giờ bán hết rồi, đâu còn chiếc nào đâu, dẹp luôn. Rồi hồi đó năm 2016 á. Nếu bây giờ xe mà các cái đi nhiều nhất chỉ có Cát Tân à. 7 năm rồi. Cát Tân thì ngãn á. Cát Tân mới ra ha. Mấy năm rồi, mới sắp 50 con các cái đi ha, một giường.
cái gì 50 con luôn hả? Đẳng cấp dữ vậy. Tiền một con á. Tiền đâu mà mạnh dữ vậy trời. Giờ có ai mà đầu tư để mình mở ha? Quốc lần mấy chiếc thôi, 5 chiếc thôi. Mà chạy là thấy lời đâu nhiêu đâu mà đầu tư dữ à. Ờ đúng rồi, bây giờ thấy hàng quá bất bền quá. Đúng không? 50 tiếc là gần 100 tỷ rồi. À, phía xa xa cả nhà có thể nhìn thấy là mà những cái ngọn đèn đằng trước đó, rất là đẹp ha, những ngọn đèn ở trước biển. Cái dốc này khá là gắt nè. Cái dốc này mà hàng nặng đổ như trước cũng có nhiều xe bị rớt đó. Dốc này rất là kinh khủng của đèo Quy Nhơn này. Dốc gần tới dốc Quy Hòa. À. Thấy không, nó leo, cả nhà thấy leo gắt không? Cái này mà chở 30 mấy 40 tấn mà đổ. Nó gọi lùa ghê lắm. Qua hết cái dốc này là sắp hết đèo rồi đó. À, đây là cái cây bút đo độ thần thánh này. Đó, đây này cái bút cơ đó cả nhà. Rồi giờ là cắm một cái vô trái nè, cái vô cái này để biết độ thùng. Rồi. Bây giờ anh Huy lên kiểm tra đồ lạnh. Ồ chú nhìn là lãng tử quá. Ừ, giống nhà làm nhạc mà không? Giống nhạc sĩ quá vậy. Nhà làm nhạc mà không? Dạ. Nhà hai dàn không? Dạ. Nhà làm hai dàn nhạc không? Dạ. Chú sao có sáng tác nhạc luôn không? Không, sáng tác nhạc không, đó cho mình đi làm nhạc cho đám cưới không à? Dạ. Nhìn là biết mà. Đây, giờ rất là 13 độ 8 rồi cả nhà. Đó. Rồi, giờ mới chú mới gửi một cái thùng xốp rồi tôi mới bỏ lên đó. Rồi kiểm tra nhiệt độ, đây là ngã ba Phú Tài nè. Đây. Đây là ngã ba chuyên bán đồ phụ tùng ô tô. Bên này rất là lớn luôn ha cả nhà ha. Bây giờ đang xả cửa để đo rồi nhiệt độ rồi chụp hình gửi cho chủ hàng, xong rồi là anh em sẽ tiếp tục thẳng tiến đi về phía trước thôi. Rồi, đây. Bên này thì có cái công viên. Tối tối là có các cô chú hay bán nước á. Sao bữa nay dẹp hết rồi ta? Hay là chắc là không cho bán nữa hay sao đó. Bên này mấy bữa là một dãy luôn bán nước đây, mà giờ dẹp hết sạch luôn rồi, không còn một quán luôn. Nhiệt độ rớt thì thấy cũng khá là ổn định rồi đó. Chạy tới đây mà rớt 13 rồi. Còn 5 độ nữa. Còn 5 độ nữa. 9 độ, rớt 9 độ mới ổn. Anh không có cây trống hả? Bây giờ nó đổ, mình cứ để vậy đi chứ mình xếp lên nó cũng đổ à. Rồi bây giờ đo độ xong rồi là Tuấn hành trình Tuấn sẽ lên thay ca nha cả nhà. Đo độ xong rồi giờ là Tuấn lên thay ca, anh Huy ngủ rồi Tuấn chạy nha cả nhà.